Trung Hán Lương phủ phàng ly hôn dành hết tài sản để vợ và hai con ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Gần đây, Chu Phỉ, cựu phóng viên giải trí nổi tiếng Hồng Kông bất ngờ tiết lộ thông tin liên quan tới đời sống cá nhân của Trung Hán Lương. Cụ thể, Trung Hán Lương và người vợ Tạ Dịch Hoa đã ly hôn vào đầu năm ngoái. Cả hai đã xảy ra cuộc cãi vã lớn liên quan đến cuộc sống cá nhân. Theo cựu phóng viên này, Trung Hán Lương và người vợ Tạ Dịch Hoa đã ly hôn vào đầu năm ngoái. Cả hai đã xảy ra cuộc cãi vã lớn và dường như không thể hòa giải. Theo Chu Phỉ tiết lộ, sau khi cãi nhau, vợ của Chu Hán Lương cũng ngay lập tức dọn đồ rời khỏi căn nhà chung. Hiện tại, hai cô con gái chung của Chu Hán Lương và vợ đang được nam tài tử nuôi dưỡng. Về phần tài sản, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của Chu Hán Lương. Cựu phóng viên này tiết lộ, vụ ly hôn lần này phía Chu Hán Lương cũng giữ im lặng như lúc kết hôn. Dù là người công chúng, nam diễn viên vẫn sợ vụ việc bị bại lộ. Về phần vợ Chu Hán Lương, cô được cho là không lo lắng về vấn đề này. Trong suốt thời gian qua, dù nhiều lần bị nói là đã bí mật kết hôn với stylist tại Thiên Hoa, nhưng Chu Hán Lương chưa từng lên tiếng phủ nhận hay thừa nhận. Điều này càng khiến công chúng tò mò về cuộc sống của nam tài tử bên nhau trọn đời. Sau 8 năm ra mắt, bộ phim ngôn tình bên nhau trọn đời do Chu Hán Lương, Đường Yên đóng vai chính vẫn có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Trong các bảng xếp hạng dành cho phim ngôn tình, bên nhau trọn đời luôn đứng vị trí cao. Thậm chí nhân vật Hà Dĩ Thơm do Chu Hán Lương thể hiện còn nhiều lần lọt top là soái ca ngôn tình, khiến khán giả đổ gục nhiều. Vậy bên nhau trọn đời có gì mà gây sốc đến thế? Bên nhau trọn đời được chuyển thể từ tiểu thuyết Bên nhau trọn đời của Cố Mạng. Bộ phim gồm 32 tập chính và 4 tập đặc biệt, khởi chiếu từ 10 tháng 1 năm 2015 trên đài Yanto và Aikiji. Trong thời gian phát sóng, Bên nhau trọn đời đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù thời điểm này Bên nhau trọn đời đang phải đối đầu với Võ Mị Nương truyền kỳ của Phạm Băng Băng, nhưng không vì thế mà sức hút từ bộ phim bị giảm sút. Trong đó, nam tài tử Chu Hán Lương được đánh giá là vô cùng phù hợp với hình tượng Hà Dĩ Thơm, thâm tình, chung thủy, trước sau như một, từ ngoại hình, khí chất cho đến từng hành động lời nói. Chu Hán Lương đều góp phần khắc họa hình ảnh Hà Dĩ Thơm như từ trong trang sách bước ra. Nhiều năm sau khi Bên nhau trọn đời ra mắt, Chu Hán Lương luôn được nhắc đến như một trong những soái ca ngôn tình đình đám nhất. Những câu nói của Chu Hán Lương trong bộ phim này đến nay vẫn được chia sẻ rầm rộ. Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện thì những người khác đều là tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ. Mặt sên tôi thua rồi, bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn thua em, thua thảm hại. Họ cho tôi 10 năm, tôi cần mặt sên cả đời. Chu Hán Lương sinh năm 1974, là ca sĩ diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông. Năm 1990, Chu Hán Lương gia nhập làng giải trí với vai trò là người mẫu. Năm 1991, anh tham gia lớp đào tạo diễn xuất của TVB và sau đó ký hợp đồng làm việc 3 năm ở đài này. Năm 1992, Chu Hán Lương chính thức trở thành diễn viên TVB với vai diễn trong phim Thiếu niên ngũ hổ. Đóng phim TVB được một thời gian, Chu Hán Lương bất ngờ chuyển sang Đài Loan và Trung Quốc để phát triển sự nghiệp. Có một thời gian, Chu Hán Lương cùng với Nghiêm Khoan, Khắc Kiến Hoa, Mã Thiên Vũ đã được truyền thông Hoa ngữ vinh danh là Thiên Nhai Tứ Mỹ, ý chỉ bốn mỹ nam cổ trang đẹp đến mức khán giả phải nghiêng đầu nể phục. Đến nay, Chu Hán Lương đã 48 tuổi, mặc dù vậy anh vẫn được tin tưởng giao cho các vai nam chính ngôn tình. Bên cạnh đó, cho đến nay, Triệu Mặc Sên vẫn được đánh giá là vai diễn thành công bậc nhất trong sự nghiệp của Đường Yên. Thời điểm Bên nhau trọn đời phát sóng, Đường Yên gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào, đậm chất ngôn tình.